Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tình hình mưa lũ đã diễn ra liên tục ở Trung Quốc trong khoảng thời gian gần đây, khiến cho hệ thống đê điều của quốc gia này phải chịu rất nhiều áp lực nặng nề, đồng thời làm gia tăng lo ngại tái diễn thảm họa thiên Nga đen đã từng xảy ra trong quá khứ. Diễn biến mưa lũ khủng khiếp tại Trung Quốc có thể vượt quá khả năng phòng thủ của kỹ thuật, dễ tái diễn thảm họa thiên Nga đen diễn ra vào năm 1975 tại quốc gia này. Thảm họa đập tồi tệ của Trung Quốc mang tên thiên Nga đen, đó là đập Bản Kiều trên sông Hoàng Hà. Đập này hoàn thành năm 1952 với sự trợ giúp của Liên Xô, sụp đổ năm 1975, giết chết hàng chục ngàn người, ước tính chính thức được công bố hai thập kỷ sau đó. Vào tháng trước, con đập tại một hồ chứa nhỏ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã bị sập sau những trận mưa lớn. Đó có thể là cảnh báo đối với 94.000 con đập của nước này khi thời tiết trở nên cực đoan. Các nhóm môi trường của chính phủ cũng cho biết, biến đổi khí hậu đang mang lại mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Lũ lụt ồ ạt có thể kích hoạt các thảm họa thiên Nga đen không lường trước với những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hàng ngàn con đập được xây dựng vào những năm 1950 và năm 1960 trong một chiến dịch do Chủ tịch Mao Trạch Đông lãnh đạo để chống lại hạn hán ở Trung Quốc, chủ yếu về mặt nông nghiệp. Năm 2006, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, từ năm 1954 đến năm 2005 có 3.486 đập tại các hồ chứa đã bị sập do chất lượng dưới tiêu chuẩn và quản lý kém. Phía Tây Nam Trung Quốc so với 29 năm trước, lượng mưa và nhiệt độ trung bình trong những năm 1990 đến 2018 cao hơn đáng kể. Nếu xây dựng đúng cách, một con đập phải có khả năng chịu được các hiện tượng thời tiết cực đoan, ngay cả khi chúng trở nên thường xuyên hơn. Đồng thời khi trận lụt kết thúc, nó phải có chất lượng chính xác như trước thảm họa. Nhưng thực tế cho thấy nhiều con đập cũ kỹ tại Trung Quốc không thể đáp ứng được yêu cầu này. Điển hình là trường hợp mực nước tại một con đập trên nhánh sông Dương Tử đã tăng mạnh, đến nỗi các nhà chức trách đã buộc phải phá vỡ một phần con đê để hạ thấp mực nước vào hôm Chủ nhật vừa qua. Hôm qua, thứ Năm, mưa lũ tiếp tục diễn biến trầm trọng. Sạt lở đất ở phụ lưu của sông Dương Tử tại tỉnh Hồ Bắc đã chặn đứng một nhánh của dòng sông, đe dọa nhấn chìm một thành phố và các làng mạc lân cận. Theo giới chức địa phương, vụ sạt lở đất xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Ba, khiến 10.000 mét khối đất đổ xuống sông Châu Giang. Một đánh phụ của sông Dương Tử tạo ra một hồ chắn trên sông này. Vụ sạt lở đã tạo nên một đập chắn ngang sông Thanh Giang, khiến mực nước ở thượng nguồn dâng lên cao thêm khoảng 5,4 mét. Đến khoảng 10:01 năm trưa, nước từ thượng nguồn tràn qua mặt hồ này, ào xuống hạ nguồn với tốc độ 280 mét khối một giây. Vì vậy, nguy cơ vỡ bờ giảm bớt, tình trạng khối đất lở dần biến đổi. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 8.590 người thuộc hơn 2.000 hộ dân tại khu vực bị ảnh hưởng để đề phòng nguy cơ vỡ đập, gây lũ lụt. Thưa quý vị và các bạn, trận lũ tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua đã dấy lên những lo ngại về nguy cơ nhiều con đập tại Trung Quốc đã tới giới hạn cực đại. Hàng triệu người dân nơi đây đang sống trong nỗi lo vỡ đập, khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ là mất đi tính mạng của chính mình. Người dân huyện Dương Sóc thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây vẫn chưa thể quên được thời khắc kinh hoàng khi con đập ở địa phương này bị vỡ hồi tháng trước sau những trận mưa lớn. Ông Lô Du A Chiuan, một người dân tại huyện Dương Sóc, thành phố Quế Lâm cho biết, chúng tôi không biết con đập vỡ như thế nào, chỉ nhớ lúc ấy khắp nơi đều ngập lụt nghiêm trọng. Chúng tôi chưa từng thấy cảnh tượng khủng khiếp như thế trong đời. Hai tháng mưa lớn bất thường ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc khiến nước tràn bờ các con sông, tạo ra những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua. Lũ lụt đồng thời làm dấy lên những lo ngại xung quanh hàng chục nghìn đập thủy điện khắp Trung Quốc. Ông Li Yijun, một người dân tại huyện Dương Sóc, thành phố Quế Lâm, Trung Quốc cho biết, các con đập ở đây hầu như đều được xây khoảng trên 50 năm rồi. Nếu không xây dựng lại hoặc trùng tu chúng thì nguy cơ vỡ đập có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mưa đặc biệt lớn thường xảy ra tại khu vực miền Trung và Nam của Trung Quốc trong 2 tháng nay. Nhưng mùa mưa năm nay có diễn biến tồi tệ khiến nền kinh tế Trung Quốc càng thêm chao đảo sau đại dịch những năm qua. Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống trong những ngày tới, khiến tình trạng ngập lụt thêm trầm trọng. Tính tới ngày thứ hai, khoảng 40 triệu dân sống tại nhiều tỉnh của Trung Quốc đã gánh chịu tác động của lũ lụt, với thiệt hại trực tiếp cho nền kinh tế ước tính ở mức 13,5 tỷ đô la Mỹ. Ít nhất 30.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, hàng triệu người dân mất nhà cửa, ít nhất 161 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong lũ lụt. Trên địa bàn tỉnh Hồ Bắc, mưa lớn kéo dài cũng là phép thử đối với đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới chắn ngang dòng Dương Tử. Từ cuối tuần trước, mức nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã dâng cao kỷ lục. Kể từ đầu mùa lũ, mưa lớn liên tục trút xuống phần lớn các khu vực ở miền Nam Trung Quốc, khiến mực nước ở nhiều sông, hồ vượt quá mức cảnh báo. Mưa lớn đã phá hủy hơn 19.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế gần 8 tỷ đô la Mỹ, khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích, ảnh hưởng gần 20 triệu người sinh sống tại các tỉnh dọc sông Trường Giang.
trong đó hàng chục nghìn người phải di dời chỗ ở khẩn cấp. Dự án đập Tam Hiệp của Trung Quốc, một trong những đập thủy điện lớn nhất thế giới, đang gồng mình giữ lại nước lũ từ thượng nguồn sông Trường Giang đổ về. Tính đến chiều ngày thứ Tư, mực nước ở Tam Hiệp đã cao đến 163m. Con đập chỉ được thiết kế để giữ lại lượng nước cao 145m. Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, bắt đầu từ tháng trước, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã cho phép đập giữ lại nhiều nước hơn để hạn chế lũ lụt tại hạ nguồn. Dự án bắt đầu xả lũ từ cuối tháng trước để kiểm soát lượng nước trong hồ chứa. Thời gian đầu đập Tam Hiệp cho thoát khoảng 35.000 mét khối nước một giây. Đến ngày Chủ nhật, con số này lên tới 65.000 mét khối một giây. Khi đó, giới chức Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp giữ lại khoảng 45 lượng nước đi qua dự án. Hơn 400 dòng sông tại Trung Quốc đang trải qua lũ lụt, ảnh hưởng đến khoảng 25 triệu người trong tháng này và gây nên thiệt hại kinh tế khoảng 66,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 9,6 tỷ đô la Mỹ. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhấn mạnh, mọi con đập trên dòng Trường Giang đều đang được giám sát an toàn, thông qua mạng lưới khoảng 30.000 trạm kiểm tra và trạm bơm điều tiết. Tuy nhiên, truyền thông nước này cũng bắt đầu bày tỏ lo ngại rủi ro vỡ đập tại một số nơi nếu mưa lớn kéo dài. Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày thứ Sáu. Trung tâm khí tượng quốc gia đã khuyến cáo mọi khu vực đang chịu ảnh hưởng từ mưa lũ phải đề cao cảnh giác. Một số công ty có nhà máy tại Vũ Hán, một trong các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc, bắt đầu lo ngại về tình hình lũ lụt hiện tại. Theo các số liệu được công bố, Trung Quốc được xem là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đã khôi phục hoạt động trở lại với cấp độ trước đại dịch. Những thành quả đó đang bị nước lũ của sông Trường Giang đe dọa. Tính đến nay, Trung Quốc đã chi tổng cộng 1,49 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 187,5 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Trung Quốc, khoản cứu trợ được sử dụng để sửa chữa các cơ sở bảo tồn nước, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và mua nguyên liệu nông nghiệp để sản xuất sau thảm họa. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ dành một quỹ cứu trợ khẩn cấp khoảng 930 triệu nhân dân tệ, tương đương 124,7 triệu đô la Mỹ cho 12 khu vực cấp tỉnh, trong đó có Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt năm nay. Số liệu mới nhất của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng cho biết, khoảng 25,85 triệu cư dân đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 24 khu vực cấp tỉnh trên khắp quốc gia này. Hơn 160 người tử vong hoặc mất tích, hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng cuộc sống và nền kinh tế thiệt hại nhiều tỷ đô. Tuần qua, các nhà chức trách Trung Quốc buộc phải tái ban bố báo động màu vàng về hiểm họa mưa bão, vì nhiều nơi vẫn hứng mưa không ngớt khiến lũ lụt dâng cao và lở đất nghiêm trọng. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc thông báo hình thái thời tiết cực đoan này sẽ còn tiếp diễn ở nhiều nơi thuộc Giang Tô, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Vân Nam và Tây Tạng. Tại Trung Quốc, nhiều địa phương ở miền Nam và miền Đông nước này đã nâng cảnh báo mưa lũ lên mức cao nhất, mức cảnh báo đỏ. Chính quyền Vũ Hán khuyến khích cư dân thành phố cần đề phòng thận trọng do mực nước dâng nhanh, đã tiệm cận mức báo động với việc chứa lượng nước lớn hơn nhằm giảm nguy cơ lũ lụt. Mực nước tại đập Tam Hiệp đang cao vượt mức báo động 12m. Với vận tốc dòng chảy trên 55.000 mét khối trên giây, con đập lớn nhất thế giới Tam Hiệp đang gồng mình trước đợt mưa lũ số 3 từ đầu tháng đến nay, trong khi mực nước hồ Bà Dương tại tỉnh Giang Tây hiện cao vượt mức báo động 3,5 mét. Ở miền đông, hồ Thái Hồ gần Thượng Hải cũng ban bố cảnh báo đỏ, sau khi mực nước tại đây dâng cao trên mức báo động gần 2 mét. Một đợt mưa lớn mới đang hoành hành tại khu vực Tây Nam Trung Quốc. Mực nước trên các dòng chính của sông Trường Giang, con sông dài nhất châu Á, hồ Động Đình và hồ Phản Dương rút chậm, nguy cơ vỡ đê bao tại các khu vực này là rất lớn. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo, đợt mưa lũ số 2 trên sông Trường Giang sẽ còn mạnh hơn đợt mưa lũ hồi đầu tháng này. Đê bao bị vỡ, nước lên nhanh đã khiến cho người dân ở trung tâm các tỉnh thành như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Tây bị cô lập. Lực lượng cứu hộ đã phải giải cứu từ trên các tầng cao của chung cư, nhiều làng mạc bị cô lập. Trung Quốc đã huy động hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng với lực lượng chi viện từ Bộ Công an và các lực lượng địa phương, tập trung gia cố đê bao xung quanh, cứu hộ người dân tại vùng bị chia cắt. Tại một số địa phương bị ngập lụt nặng, trực thăng đã được huy động. Trong lúc này, việc đảm bảo tính mạng người dân là ưu tiên số 1. Theo số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc, chỉ tính riêng trong 16 ngày vừa qua của tháng này, các đợt mưa lớn gây lũ lụt tại nhiều khu vực ở nước này đã khiến gần 15 triệu người phải đi sơ tán và gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện mức nước tại hơn 400 con sông đã vượt mức báo động, thậm chí một số còn tăng lên mức cao chưa từng có kể từ năm 1961. Các chuyên gia kinh tế tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định, hoạt động kinh tế ở nhiều khu vực của Trung Quốc sẽ tiếp tục chịu tác động nặng nề do mưa lũ. Ước tính các trận lũ lụt gần đây tại các khu vực sông Dương Tử chảy qua có thể khiến tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này giảm 0,4 đến 0,8 điểm phần trăm trong quý 4 năm 2023. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Quốc dự báo mưa lớn còn tiếp tục ở lưu vực sông Trường Giang đến ngày thứ Hai. Còn tiếp tục.
Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình. Từ khi bắt đầu được Nga khởi xướng vào năm 2014 cho đến nay, Hội thao quân sự quốc tế Army Games hay còn được gọi là Thế vận hội chiến tranh đã có hơn 30 quốc gia tham gia tranh tài, với nhiều nội dung thi đấu để giành vị trí danh dự về thành tích trong thể thao quân sự. Trong đó sôi nổi nhất phải kể đến cuộc xe tăng hành tiến. Đây là hạng mục thi luôn được khán giả trong nước hóng chờ nhất vì năm nào cũng có những màn bất ngờ đến từ xe chiến của các cường quốc. Và đúng như dự kiến, Army Games 2021 vừa diễn ra cách đây ít hôm thì hạng mục xe tăng hành tiến lại khiến cho người xem một phen té ngửa vì đội tuyển tăng của ông bạn láng giềng Trung Quốc lại tấu hài khi vừa chạy được vài vòng thì một bánh xe đột nhiên rơi ra lăn lông lốc trên đường. Phải nói rằng, sự việc này đã làm cho không ít khán giả theo dõi cuộc thi cười không nhặt được miệng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là đây không phải là lần đầu tiên xe tăng của đội Tập Cận Bình gặp sự cố đặc biệt này. Nếu như dở lại lịch sử của các kỳ Army Games trước, các bạn sẽ thấy hầu như năm nào xe tăng của ông Trung Quốc cũng rụng bánh hoặc chết máy bất thình lình trên đường đua. Điều này đã khiến cho không ít người phải đặt câu hỏi liệu đây có phải là một sự cố hay không? Liệu có phải chất lượng tăng của Trung Quốc quá kém đến mức rơi bánh, chết máy liên tục không? Hay đây chỉ là một màn phô diễn kỳ quái trong âm mưu nào đó của quân đội Bắc Kinh? Với một quốc gia thâm niên về độ thâm hiểm thì khả năng này rất có thể sẽ xảy ra lắm chứ ạ? Các bạn hãy cùng tin mới lật tẩy chiêu trò của ông láng giềng Trung Quốc trong sự cố này nhé! Các bạn thân mến, nhìn lại sự kiện Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 vừa diễn ra trong lượt trận tranh vị trí và chung kết, đội tuyển tăng của Trung Quốc thi đấu vô cùng tập trung, mục tiêu là vượt đội tăng của Nga để giành vé vào vòng trong. Tuy nhiên, khi đang dẫn trước đội chủ nhà ở khoảng cách hơn một chút thì chiếc xe tăng Type 96B của Trung Quốc bất ngờ gặp sự cố. Một chiếc bánh chịu lực của nó bị văng ra khỏi trục, khiến tổ lái phải dừng xe tăng lại và đổi xe mới có thể tiếp tục thi đấu. Sự cố này đã khiến đoàn Trung Quốc bị tụt hạng và đoàn tăng của Nga đã vượt lên giành chiến thắng Trung Quốc. Sau một trận cười nghi ngả, đa số khán giả trên thế giới đều bày tỏ sự đáng tiếc cho quân đội Trung Quốc khi gặp vận đen ở giải đấu. Nếu như không có sự cố này thì có lẽ đội tăng của Bắc Kinh có khi đã vượt cả đội chủ nhà được vươn lên đứng vị trí thứ nhất rồi. Tuy nhiên, sau khi lục lại lịch sử sự kiện thì nhiều người mới té ngửa. Hóa ra ông này rụng bánh và gặp sự cố lăn đùng ra giữa đường đua đã trở thành nghi lễ truyền thống, chứ không phải lần đầu tiên như vậy. Cụ thể là vào năm 2020, trong vòng thi đấu thứ 2 trận bán kết thứ nhất của bảng, một chiếc xe Type 96 số 707 của đội Trung Quốc đang chạy ngon thì phải dừng lại sau sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, lãnh đạo đội Trung Quốc đã đưa ra quy định rất nhanh và việc đưa xe dự bị vào thay thế không mất quá nhiều thời gian. Nhưng cũng bởi vậy mà tại vòng này, họ đã bị tụt lại sau Belarus hơn một phút. Tại giải đua Tang Biathlon 2018 trong khuôn khổ Army Games 2018, Trung Quốc vẫn mang chiếc xe tăng dòng Type 96B, cây nhà lá vườn đi thi. Sau khi xuất sắc hạ gục 3 bia số 12 bằng pháo bắn ngang trong hành tiến, chiếc Type 296B nhanh chóng tăng tốc độ. Tuy nhiên, cả khối sắt khổng lồ nặng hơn 42 tấn của ông Trung Quốc bất ngờ khựng lại và nằm chết dí giữa đường đua, khiến cho các chiến thuật gia Trung Quốc cùng trọng tài chính ở trên đài chỉ huy không biết phải làm thế nào. Sau đó, Trung Quốc phải mang chiếc xe tăng dự bị thay thế để kíp lái tiếp tục thi đấu, còn con xe tự dưng chết máy phải nằm chờ cẩu đến để cẩu mang về. Vào năm 2016, giải đua Tang Biathlon tổ chức trên thao trường Alabino của Nga, đội Trung Quốc cũng sử dụng chiếc xe tăng Type 96B nội địa mang số hiệu 109 để thi đấu. Khi đang thực hiện bài thi vượt chướng ngại vật sống trâu, thì một bánh chịu lực bên phải chiếc xe tăng này cũng tự dưng rơi ra ngoài và văng xuống đường đua, kịch bản y như ở cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, năm đó đội tăng của Bắc Kinh không thay xe mà vẫn tiếp tục thi đấu, còn tăng bánh còn bánh mất để thực hiện tiếp bài thi bắn trong hành tiến mục tiêu số 12, xe tăng với 2 trên 3 bia bị hạ chạy phạt một vòng 500m và cố lết được tới đích khi mới chuyển sang xe khác để tiếp tục thi đấu các hạng mục còn lại. Chưa hết đâu ạ, vào năm 2014, cũng ở giải thi đấu này, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, còn xa thế Type 96A số hiệu 809 của Trung Quốc đã gặp sự cố sau khi xuất phát chưa được bao lâu. Phần thi chỉ được tiếp tục khi đội Trung Quốc thay thế bằng chiếc Type 96A dự phòng.
Xem đến đây, hẳn các bạn có chung một thắc mắc, thế quái nào sự cố của tăng chiến Bắc Kinh cứ lặp đi lặp lại hết năm này qua năm khác vậy nhỉ? Nếu nói là sự cố hy hữu thì cùng lắm diễn ra ở lần thứ hai là người ta phải rút kinh nghiệm, đừng để quá tam ba bận rồi chứ. Đằng này có mỗi một cái lỗi mà lặp lại đến 4 lần thì thật đúng là không bình thường. Trong tình huống này chỉ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là chất lượng xe tăng của Trung Quốc quá lởm và thứ hai Trung Quốc diễn trò để che đậy một âm mưu nào đó. Ở trường hợp thứ nhất, xe tăng Trung Quốc quá lởm, điều này cũng rất có khả năng các bạn ạ. Thực tế thì ông bạn láng giềng Trung Quốc của chúng ta từ trước đến nay vẫn mang tiếng là xứ sở của hàng lởm, hàng nhái, hàng kém chất lượng và đương nhiên thì các chiến xa hay vũ khí quân sự cũng không tránh khỏi tiếng tăm này. Trung Quốc luôn tự hào là quốc gia sản xuất vũ khí quân sự lớn nhất nhì thế giới và có khả năng cung cấp vũ khí và làm giàu nhờ bán vũ khí cho các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước nghèo. Tuy nhiên thì các bạn còn nhớ sự kiện Thái Lan mua 20 chiếc tăng của Trung Quốc phục vụ trong quân đội, nhưng sau đó xe xuống cấp nhanh, không có phụ tùng thay thế. Họ chỉ còn cách lẳng 20 chiếc xe tăng made in Tập Cận Bình xuống biển làm bãi san hô nhân tạo và thay thế vào đó là các cỗ tăng đời mới của Mỹ. Trở lại với chiếc chiến Thai 96B, dòng xe tăng được coi là niềm tự hào mà Bắc Kinh mang đi thi để hết năm này đến năm khác nhưng liên tục chết máy và rụng bánh. Thai 96 là xe tăng chủ lực thế hệ 2 được Trung Quốc đưa vào biên chế năm 1997. Trung Quốc lần đầu tham gia giải đua xe tăng Tank Biathlon vào năm 2014 với biến thể Thai 96A để cạnh tranh với dòng T-72B3 của Nga giành được vị trí thứ 3 trong cuộc. Biến thể Thai 96B chưa được đưa vào biên chế quân đội Trung Quốc được cho ra đời để chuyên thi đấu tại Tank Biathlon. Biến thể này được nâng cấp toàn diện với động cơ và hộp số cải tiến, pháo và hệ thống điều khiển hỏa lực mới cùng khung thân, hệ thống treo thông khí, thiết bị liên lạc và máy tính hiện đại hơn các phiên bản trước đó. Năm nay, với con chiến xạ này, Trung Quốc đã cẩn thận tới mức thực hiện đến 100 chi tiết cải tiến trên nền xe cũ hay dân chơi thường gọi là độ xế để mang đi thi đấu. Theo đó, phiên bản xe tăng Thai 96B năm nay được Trung Quốc thu nhỏ khoang chứa ở hai cạnh tháp pháo, giúp nó hẹp hơn và khó va chạm với chướng ngại vật trong các phần thi, hạn chế tác động đến kết quả thi đấu. Ngoài ra, nắp phát pháo còn được lắp thiết bị thoát khói, giúp đẩy khí carbon monoxide ra khỏi xe nhanh hơn và hạn chế nguy cơ nhiễm độc cho tổ lái. Một chi tiết khác là kính toàn cảnh của trường xe cũng được nâng cấp để giúp tổ lái có góc nhìn rộng hơn, cải thiện khả năng quan sát và phát hiện mục tiêu. Thông số cơ động của Thai 96B không được công bố, nhưng dường như nó đạt công suất 1.200 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ 65-74 km/h. So với động cơ 1130 mã lực trên phiên bản T-72B3 của Nga. Các bạn ạ, từ trước đến nay Trung Quốc còn biết đến là một trong những quốc gia đứng đầu trong việc đầu tư cho lĩnh vực quân sự nói chung. Trung Quốc hiện nay duy trì quân đội thường trực lớn nhất thế giới với 2.285.000 quân chính quy. Trung Quốc cũng là nước có lực lượng xe tăng lớn nhất nhì thế giới. Thời kỳ đỉnh cao, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã có tới khoảng 10.000 xe tăng, sau đó giảm dần. Đến năm 2010-2012 thì chỉ còn khoảng 7.000-8.000 xe tăng. Số xe tăng Trung Quốc đều cũ sản xuất theo mẫu xe tăng Liên Xô T-54A dần bị loại bỏ, nhưng vẫn chiếm 1/2 tổng số xe tăng trong giai đoạn này. Sự thiếu hụt được thay thế bằng xe tăng thế hệ 3 như Thai 88, Thai 96 và Thai 99. Đây đều là các xe tăng do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc cũng nâng cấp số xe tăng Thai 59, Thai 69 còn lại với những công nghệ mới, bao gồm hệ thống liên lạc và điều khiển hỏa lực, cải tiến thiết bị nhìn đêm, giáp phản ứng nổ, động cơ và tên lửa chống tăng bắn bằng pháo chính, khiến cho chúng có thể tiếp tục phục vụ nhiều năm nữa. Quân đội Trung Quốc cũng có khoảng 2.000 xe tăng hạng nhẹ kiểu Thai 62 và xe tăng bơi nước Thai 63. Loại Thai 63 được nâng cấp đặc biệt với hỏa lực được máy tính hóa, trang bị tên lửa chống tăng, thiết bị tác chiến đêm, hệ thống định vị bằng vệ tinh và nâng công suất động cơ. Loại xe tăng hạng nhẹ kiểu mới là Thai 515, bắt đầu sản xuất từ năm 2015. Về tổng thể, Trung Quốc có một lực lượng xe tăng rất hùng hậu với mục đích khuếch trương sức mạnh, đồng thời quảng bá sản phẩm của mình. Bắc Kinh rất tích cực tham gia giải đấu Tank Biathlon.
Các bạn thân mến, nếu như Bắc Kinh đã đầu tư hết sức cẩn thận cho quân đội và đặc biệt là lực lượng tăng thiết giáp như vậy, thì việc xe tăng Trung Quốc tham gia giải đấu rồi rụng bánh hay chết máy do hàng lởm có vẻ như không hợp lý cho lắm. Nếu như vậy thì việc rụng bánh và chết máy liên tiếp của các năm chắc chắn phải có lý do gì đó. Theo một chuyên gia quân sự giấu tên của Trung Quốc viết, việc tham gia giải đấu này giúp Trung Quốc xác định được các phương án nâng cấp cũng như mang đến cơ hội thử nghiệm thực tế cho nhiều công nghệ trên xe tăng. Kinh nghiệm từ cuộc thi này cũng có thể ứng dụng vào quá trình phát triển vũ khí trang bị cho Trung Quốc trong tương lai. Nếu như vậy thì cũng có thể Trung Quốc coi các giải đấu Army Game chỉ là một cuộc thử nghiệm thực địa quy mô lớn cho các cải tiến trên dàn xe tăng của mình. Họ chấp nhận mọi sự cố rủi ro để tìm ra chìa khóa giúp tăng của mình mạnh hơn để phục vụ trong chiến đấu thật. Cũng có thể các sự cố nằm trong kế hoạch giúp đỡ Bắc Kinh một công đôi việc vừa thử nghiệm xe tăng vừa lè thiên hạ và các đối thủ của mình, khiến các đối thủ chủ quan sơ hở đánh giá thấp lực lượng của họ, để rồi sẽ phải sấp mặt khi họ vào trận thật sự. Tuy nhiên, tất cả những điều trên chỉ là giả thuyết, còn thật sự như thế nào thì chỉ có trời biết, đất biết và Trung Quốc biết mà thôi. Từ lâu, Việt Nam và Trung Quốc dù muốn dù không đã là hai quốc gia nằm bên cạnh nhau và sau đó cả hai không thiếu những cuộc chiến cũng như tranh chấp từ lớn tới nhỏ. Cho tới hiện nay, Việt Nam ta vẫn đang phải chống lại một cuộc xâm lược gặm nhấm của một nước Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Với mục tiêu đó, người Trung Quốc không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí là vu khống. Mới đây nhất, họ đã cho rằng Việt Nam và Mỹ đang có những thỏa thuận về việc mua tàu khu trục tàng hình để chống lại Trung Quốc. Nghe có vẻ ảo diệu như các bạn. Thực hư chuyện này như thế nào? Liệu rằng có thật là Mỹ muốn bán tàu cho Việt Nam chúng ta hay không? Và việc sở hữu những tàu chiến tàng hình này mang lại lợi ích gì cho Việt Nam chúng mình nhỉ? Hôm nay tin mới sẽ cùng các bạn tìm hiểu về những vấn đề trên nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Các bạn thân mến, mới đây, kênh truyền thông điện tử Baidu đã cho đăng tải một bài viết liên quan tới Việt Nam với tiêu đề tàu chiến Littoral đã ngưng hoạt động 11 năm và sẽ bán lại cho Việt Nam để chống Trung Quốc. Nội dung bài viết cho biết một thông tin hết sức đáng chú ý với việc 4 chiến hạm tàng hình Littoral của Hoa Kỳ mới được đưa vào thử nghiệm từ năm 2010 nhưng đã bị loại biên sau 11 năm sử dụng. Một số lỗi trong quá trình vận hành đã khiến chúng không thể đáp ứng được nhu cầu chiến đấu của quân đội Mỹ. Được biết, đây là 4 con tàu mới được thiết kế theo kiểu tàng hình, trọng tải của mỗi chiếc khoảng gần 3.000 tấn. Tất cả đều được trang bị hết sức hiện đại, cùng với máy bay trực thăng và tàu ngầm mini kèm theo. Thân tàu được thiết kế theo hình dạng mô-đun tùy chỉnh theo nhu cầu và nhiệm vụ. 4 tàu này được sản xuất nhằm mục đích thử nghiệm và đã chuẩn bị loại biên để nhường chỗ cho những chiếc tàu hiện đại hơn nữa. Con tàu đầu tiên đã đi vào hoạt động từ năm 2010, nghĩa là nó mới chỉ phục vụ cho Hải quân nước này được 11 năm. Khi mới được đưa vào biên chế, những chiếc tàu này đã được truyền thông Mỹ ca ngợi là loại tàu chiến được sinh ra từ khoa học viễn tưởng, thiết kế tiên tiến, nhưng cuối cùng chỉ hoạt động được 11 năm mà thôi. Nếu so với các tàu chiến thông thường phục vụ từ 30 đến 50 năm, có thể nói thời gian phục vụ của các chiến hạm này là quá ngắn. Do dịch bệnh nên lễ loại biên của những loại tàu này đã được tổ chức sau những cánh cửa đóng kín. Con tàu sau khi về hưu sẽ được giao cho Cục Dự trữ Hải quân Hoa Kỳ, được niêm phong và cất giữ trong một quân cảng để có thể đưa vào hoạt động khi cần thiết. Tàu Restaurant được thiết kế vào năm 2003, con tàu đầu tiên được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Alabama vào ngày 19, sau đó nó đã đi vào hoạt động chính thức từ ngày 16 tháng 1 năm 2010. Loại tàu này nổi bật hơn tất cả các loại tàu chiến đã từng được sản xuất nhờ vào hình dạng khá đặc biệt của mình. Tàu dài 127m, lượng choán nước 2.784 tấn, được cấu tạo bởi thân tàu ngày mai, hai phần bên dài và hẹp có chiều dài bằng 1/2 thân chính. Toàn bộ thân tàu là hợp kim nhôm và composite, hiệu suất cao. Kết hợp cả hai yếu tố trên cho phép thân tàu của tàu phản xạ lại sóng radar ít hơn khi nó gần như vô hình trên các loại radar hiện nay. Bởi thế, nhiều người đánh giá đây mới thực sự là loại tàu chiến tàng hình. Ngoài ra, phần thân tàu được thiết kế đặc biệt còn giúp tàu có thể giảm tác động của sóng lên mũi tàu và giảm lực cản của sóng, giúp cải thiện sự ổn định và tăng hiệu suất của chân vịt đẩy. Cùng với đó, những nhà thiết kế sử dụng hai phần thon để tăng lực nổi dự trữ toàn cầu và giải quyết tốt hơn hiện tượng lắc ngang. Nó giúp tàu có một mặt bong rộng và một khoảng không phía trên lớn hơn. So với cùng một diện tích tiếp xúc nước thì tàu này có mặt bằng lớn hơn 40% so với các tàu khác. Hệ thống động lực của tàu là loại để cản lực được chạy bằng năng lượng kết hợp giữa diesel khí với tốc độ tối đa đạt tới 50 hải lý một giờ.
khiến nó là một trong những tàu chiến chạy nhanh nhất thế giới. Về hỏa lực, khi còn trong biên chế Mỹ, các tàu này được trang bị pháo hải quân tàng hình MK-110 cỡ nòng 57mm và hai pháo hải quân 30mm và một tổ hợp hệ thống phòng thủ tên lửa chống hạm. Trong quá trình sửa đổi sau đó, người ta đã lắp thêm cho nó các hệ thống tên lửa chống hạm cũng như các hệ thống phóng đa năng có thể điều chỉnh tùy ý. Dù có boong trực thăng lớn, tàu có thể cho hai trực thăng cỡ lớn hoặc một trực thăng vận tải hoặc rất nhiều cano cao tốc tàu littoral trong thời gian phục vụ thường được sử dụng cho các hoạt động chiến đấu trong các vùng biển ven bờ. Trên thực tế, những tàu vừa bị loại biên được sản xuất theo dạng chạy rotor nhưng vẫn đang được trang bị gần như đầy đủ các loại khí tài quan trọng. Việc ngừng hoạt động này thực tế chỉ là bước mở đầu cho việc ngừng hoạt động lớp tàu chiến Littoral mà thôi. Theo đó, Hải quân Hoa Kỳ dự kiến sẽ cho 4 tàu Littoral nghỉ hưu, bao gồm 2 tàu lớp Freedom và 2 tàu lớp Independent. Lý do là với chi phí vận hành một tàu Littoral, lượng choán nước hơn 3.000 tấn tiêu tốn khoảng hơn 70 triệu đô la mỗi năm, trong khi với 81 triệu đô la là đủ để có thể vận hành một tàu khu trục lớp Arleigh, lượng choán nước 9.500 tấn. Năm 2020, một dự án nâng cấp tiêu tốn khoảng 2,5 tỷ đô la đã được chuyển lên Bộ Quốc phòng nhưng vấp phải sự phản đối, cho nên Hải quân Mỹ cho rằng việc cắt giảm sẽ là hợp lý khi có thể dành kinh phí đó để đầu tư vào những lĩnh vực cần ưu tiên cao hơn. Theo báo cáo, việc cắt giảm 4 tàu sẽ tiết kiệm cho Hải quân Mỹ khoảng 186 triệu đô la cho riêng năm tài chính 2022. Bài viết trên chốt lại với một thông tin cho rằng, trong chuyến thăm vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với Việt Nam, ông Lloyd Austin đã có thỏa thuận về việc chuyển giao lại với một mức giá phù hợp cho Việt Nam nhằm lôi kéo Việt Nam lại gần Mỹ hơn để phục vụ cho những lợi ích của Mỹ trên Biển Đông, cũng như giúp Việt Nam có thêm thiết bị để đấu lại Trung Quốc. Thông tin này tạm thời chưa thể xác minh được thực hư do cả hai phía Việt Nam và Mỹ đều không có bất kỳ nhận định nào. Tuy nhiên, với những sự hợp tác quân sự, đặc biệt là hải quân trong thời gian gần đây, cùng với việc kín miệng của Việt Nam trong những vấn đề về quốc phòng, thì chắc chắn đây không phải là một thông tin không khả thi. Điều cần làm rõ là mục tiêu của Mỹ trong việc gửi tặng tàu cho Việt Nam. Bởi lẽ chơi với Mỹ thì cũng nên biết họ sẽ chẳng bao giờ làm một việc gì vì lòng tốt hay vì chủ nghĩa anh hùng cả. Tất cả đều vì lợi ích của giới tài phiệt mà thôi. Hiện tại, mong muốn của Mỹ là có thể lôi kéo Việt Nam hiện đang theo đuổi con đường trung lập về phía mình trong cuộc chiến phân loại một thứ với Trung Quốc. Vị trí của Việt Nam lại đặc biệt quan trọng không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn trên cả bàn cờ chính trị thế giới. Với vị trí trung tâm của Đông Nam Á, cùng nền kinh tế trong cơn sóng tăng trưởng mạnh mẽ, người Việt Nam hiện tại có đủ tiếng nói cũng như khả năng để thuyết phục các quốc gia khác trên thế giới. Ngoài ra, mặc dù là một trong những đối tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc, nhưng đất nước tỷ dân lại chưa bao giờ có thể điều khiển được chúng ta theo đúng ý muốn của họ. Bản chất, những nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn luôn độc lập với Bắc Kinh trong mọi vấn đề, luôn khiến Trung Quốc cảm thấy bất an bấy lâu. Cho nên, nếu lôi kéo thành công Việt Nam, xem như người Mỹ đã thắng được ván cờ này rồi. Do đó, trong những năm gần đây, Mỹ nổi lên như một mạnh thường quân hào phóng khi gửi tặng Việt Nam rất nhiều tàu chiến, trong đó đáng kể nhất có lẽ là 3 tàu chiến lớp Hamilton của lực lượng tuần duyên cho Việt Nam. Tất nhiên, nếu có chuyển giao thì người Mỹ cũng sẽ phải tháo hết các loại vũ khí tàu tối tân như pháo hạm, tên lửa với radar quân sự như những lớp tàu Hamilton. Tuy nhiên, chỉ việc nhận được xác tàu Littoral cũng đã mang đến cho Việt Nam rất nhiều. Trước mắt là việc tăng cường lực lượng chiến đấu, sau đó rất có thể các kỹ sư quân sự Việt Nam sẽ ngày càng được mở mang tầm mắt và tiếp cận với những công nghệ quân sự tối tân hàng đầu thế giới, từ việc sửa chữa, tiến lên việc đóng mới hoặc phát triển mới một loại vũ khí khác. Áp dụng những điều đã được học chắc chắn sẽ là một con đường ngắn hơn rất nhiều. Chưa kể khi về Việt Nam, những con tàu này chắc chắn sẽ được lắp các loại vũ khí mà Việt Nam có thể chế tạo hoặc mua được. Lúc đó, chưa chắc nó đã yếu hơn các loại vũ khí của Mỹ. Và nếu đây là sự thật, thì có lẽ người Trung Quốc nên bắt đầu cảm thấy lo lắng đi là vừa. Bởi lẽ dù là hàng thải của Mỹ thì đây vẫn là những chiếc tàu chiến hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay, với những thông số cũng như các loại vũ khí vượt xa nhiều loại khí tài, đặc biệt là các loại đang được trang bị cho hạm đội Nam Hải của quốc gia này. Với khả năng tàng hình cùng tốc độ di chuyển tàu Littoral sẽ rất phù hợp với chiến thuật Shoot and Run
mà Việt Nam đang theo đuổi. Theo đó, hiện tại trong biên chế Việt Nam đang có sẵn rất nhiều tàu chiến lớp Moniya, đây chính là những con nhím trên biển của Hải quân Việt Nam, với mục tiêu mang thật nhiều tên lửa để tập trung tấn công vào các mục tiêu rồi nhanh chóng rút lui. Nếu hiện diện trong biên chế Việt Nam, chắc chắn các tàu Ritoran sẽ được sử dụng với vai trò soái hạm, giúp chỉ huy hệ thống các tàu Moniya hiệu quả hơn, khả năng tàng hình cùng tốc độ cho phép nó di chuyển lại gần các mục tiêu để tiến hành thăm dò và theo dõi được tốt hơn. Ngoài ra, bạn thấy các tàu này cũng được trang bị trực thăng và tàu ngầm mini giúp tạo hỏa lực bao vây chiếm đảo dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy rằng trước đây, các tàu Shepard của chúng ta cũng có khả năng này, nhưng khi càng lại gần mục tiêu thì các trực thăng chắc chắn sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Các bạn thân mến, có thể thấy, với vị thế như hiện tại, Việt Nam đã và đang nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ tất cả các bên. Chúng ta hiện thời đang ở vị trí của một cô gái đẹp trong một xã hội mất cân bằng giới tính. Rất nhiều anh trai làng muốn theo đuổi và người Việt vẫn có thể vô tư nhận từ họ những món quà mà không cần phải hứa hẹn hay đáp trả gì. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải từ bỏ vị trí này nhỉ? Thân Mỹ, thân tàu, không bằng thân ta. Việc độc lập trong suy nghĩ lúc nào cũng hết sức quan trọng và Việt Nam đang làm rất tốt điều này. Có thể thông tin Mỹ bán tàu tàng hình cho Việt Nam không chuẩn xác, tuy nhiên ai mà biết rằng chúng ta đã và đang nhận được những gì từ những quốc gia khác, có thể là quân sự nhưng cũng có thể là kinh tế. Từ trước đến nay, mỗi khi Biển Đông có vấn đề nóng hoặc mỗi lần ông hàng xóm xấu tính Bắc Kinh đem tàu lượn lờ sang vùng biển của Việt Nam để khiêu khích, các bạn đều sẽ thấy truyền thông nước nhà ngay lập tức đăng tải phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ sự quan ngại về những hành động này. Khi đó, chắc chắn không ít người xem video này phải buột miệng khi nói một câu: lúc nào cũng chỉ biết quan ngại thì làm được gì? Nhưng như các cụ ta từng nói, sự thật không bao giờ là sự thật. Đằng sau việc bày tỏ sự quan ngại dựa trên luật pháp quốc tế, chúng ta còn thực hiện những hành động khiến kẻ thù không thể ngờ đến. Ví dụ như sự kiện 220 tàu cá Trung Quốc dàn hàng ngang neo đậu ở Đá Ba Đầu thuộc đảo Sinh Tồn Đông. Mới đây, Việt Nam đã âm thầm làm một việc khiến Bắc Kinh té ngửa, còn bạn bè quốc tế thì trầm trồ về độ cao tay trong chiêu bài đối phó với Trung Quốc. Vậy các bạn, hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu xem ván bài lật ngửa mà Việt Nam đã làm với hành động ngang nhiên khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông là gì nhé! Các bạn thân mến, nhắc lại sự kiện đáng xấu hổ của Trung Quốc một chút, đó là vừa qua lực lượng chấp pháp trên Biển Đông của Việt Nam phát hiện 220 tàu cá ngụy trang của Trung Quốc lờn vờn ở khu vực Đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chúng tập trung thành hai nhóm đóng quân bên ngoài và ven bờ khu vực đầm phá bãi Đá Ba Đầu. Sau khi bị Việt Nam và Philippines phát hiện và phản đối, thì Trung Quốc đã la lớn lên rằng tàu của tao đi đánh cá, gặp bão lớn nên tạt vào đây chú tránh chút, chứ có gì đâu mà phải xoắn. Nhưng thực tế là thời tiết trên Biển Đông lúc đó vô cùng đẹp, trời trong xanh, gió hiu hiu. Tàu của Trung Quốc lúc thì tạt vào vùng biển của Việt Nam, khi thì lại giạt qua vùng biển của Philippines, với vẻ mặt dương dương kiểu tự đắc xem chúng mày làm gì được ông. Trước luận điệu xảo trá đến mức không thể chấp nhận được, phía Philippines nóng máu điều ngay máy bay quân sự tiến vào cuộc điều tra ở Biển Đông và cảnh cáo tàu Trung Quốc. Ngoài ra, các nước còn tăng cường sự hiện diện của tàu chấp pháp, tàu hải quân ở Biển Đông để dàn mặt Trung Quốc. Sự việc đã làm cho tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng. Trong khi đó, về phía Việt Nam, truyền thông chỉ đăng tải một thông tin duy nhất về cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao. Ngay đến đây, hẳn nhiều bạn cũng bắt đầu nóng máu như đội bạn Philippines rồi đúng không ạ? Các bạn bình tĩnh nhé, không lại bị mắc mưu của Tập Cận Bình đấy ạ. Chính phủ Việt Nam thừa biết các chiến thuật vùng xám bẩn thỉu của Trung Quốc là tìm cách chọc tức các nước khác, làm cho các nước khác không thể chịu được phải dùng vũ lực chống lại. Chỉ đợi có thế, Trung Quốc sẽ kéo quân danh chính ngôn thuận xử lại ngay. Chính vì tỉnh đòn nên người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã dán dòng tuyên bố từng câu, từng chữ: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của Công ước về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, làm phức tạp tình hình, không có lợi cho tiến trình đàm phán cùng quy tắc ứng xử Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc.
Vâng, nhìn thì có vẻ hết sức quan ngại, nhưng trong mỗi câu từ của người phát ngôn Bộ Ngoại giao đều bám sát luật pháp quốc tế và luật biển. Những lời khẳng định như đinh đóng cột của bà Hằng là bằng chứng, và nếu như lôi nhau ra tòa án quốc tế thì Trung Quốc chỉ có thua một cách nhục nhã mà thôi. Chưa dừng lại ở đó đâu ạ. Trong khi Trung Quốc còn loay hoay và hà hê với mấy chiêu trò cũ như người yêu cũ, thì đúng thời điểm này Việt Nam chính thức công bố cảng dầu khí lớn bậc nhất Đông Nam Á tại giàn khoan sao vàng Đại Nguyệt, gần bãi Tư Chính, nơi mà Trung Quốc suốt ngày nhăm nhe chiếm dụng và không ít lần đã từng dê ống khoan định đi thăm dò, hạ đặt trái phép. Nghe đến đây các bạn thấy Trung Quốc đúng chỉ là nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến cái lợi lâu dài rồi phải không ạ? Và ngược lại, Việt Nam thật quá cao tay khi không thèm chấp mấy trò tép diêu, chó cứ sủa và chỉ có Philippines nghe. Còn Việt Nam cứ đi xây cảng, hạ đặt giàn khoan dầu khí kiếm tiền, khẳng định chủ quyền quốc gia cái đã. Các bạn thân mến, nói về cảng dầu khí sa vàng Đại Nguyệt này thì không phải bốc phét, chứ nó đúng là làm cho con dân Việt Nam phải mở này mở mặt. Cảng dầu khí ngoài khơi sa vàng Đại Nguyệt thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khả năng tiếp nhận tàu biển chở dầu, tàu dịch vụ dầu khí, tàu công trình biển và giàn khoan có trọng tải đến 150.000 DWT. Không những thế, vùng đón trả hoa tiêu trong điều kiện thời tiết bình thường là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 1 hải lý. Để đảm bảo hiệu quả khai thác cảng, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu căn cứ điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế của cảng ra vào hoạt động. Vâng, việc công bố mở cảng dầu khí sa vàng Đại Nguyệt đã như một cái tát trời giáng vào cái được gọi là chiến thuật vùng xám và những luận điệu lấy của người Nhật làm của ta của Trung Quốc. Còn nhớ trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần điều tàu vào thăm dò bãi Tư Chính và vơ bãi này về làm của nó, thì Việt Nam đã đáp trả bằng cách dựng giàn khoang 14.000 tấn lớn nhất từ trước đến nay ở đúng bãi này. Không nói nhiều, sau khi dựng giàn khoan là tiến hành khai thác dầu khí ngay và luôn, Việt Nam cũng lập tức tiến hành xây dựng cảng siêu to khổng lồ cho tàu siêu trọng cập bến. Sự việc này nói lên điều gì? Vâng, ngoài việc tiếp thêm dòng khí đốt ưu việt giúp Việt Nam phát triển kinh tế, cảng sao vàng Đại Nguyệt còn đóng vai trò như một ngọn đuốc giữa biển, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam tại Biển Đông, đánh dấu việc Việt Nam chính thức thực hiện quyền khai thác kinh tế tại vùng này, bất chấp việc Trung Quốc muốn hay không. Không những thế, cách đặt tên của mỏ dầu và cảng là sao vàng Đại Nguyệt cũng có hàm ý cả đấy các bạn ạ. Sao vàng là ngôi sao trên lá cờ đỏ sao vàng, còn Đại Nguyệt chính là vầng trăng lớn đối đầu với mặt trời lớn Trung Quốc, được lấy cảm hứng từ câu đối Nguyệt cung tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô của Mạc Định Chi. Nghĩa gốc của câu đối là trăng là cung, sao là đạn, chiều tối bắn rụng mặt trời. Hàm ý của câu đối là một nước nhỏ cũng có thể chiến thắng một nước lớn. Thế mới biết Bắc làm dầu khí nhà ta không chỉ khoan dầu giỏi, còn vô cùng thâm thúy phải không các bạn? Việc chơi chữ đã thành thần sầu, khiến cho Bắc Kinh mới nghe thấy cái tên mỏ dầu đã phải á khẩu, chứ không cần nhìn đến sự hoành tráng của nó. Các bạn thân mến, Việt Nam nói là làm. Có thể là khẩu hiệu, nhưng giờ thì tôi thấy rằng Việt Nam không nói vẫn làm mới chính là chiêu bài siêu việt đấu trí với Trung Quốc. Suy cho cùng, ở Đông Nam Á không nước nào có thể vượt qua Việt Nam, vì hàng trăm ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của chúng ta cũng không phải chỉ đó thôi, đôi ba lần va chạm với Bắc Kinh. Chính vì vậy, trong vụ việc 220 tàu cá Philippines có thể sập bẫy Trung Quốc, còn Việt Nam thì tuyệt đối không. Trước đây cũng đã từng có rất nhiều lần Trung Quốc giở chiêu bài bẩn với các nước trong khu vực, nhưng đều bị Việt Nam lật mặt. Ví dụ như vào những năm 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã đề nghị Philippines cùng khai thác tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tổng thống Duterte đồng ý và bày tỏ sự vui mừng, mặc cho người dân và đồng minh phản đối gay gắt, tưởng ngon ăn. Trung Quốc lại đề xuất với Việt Nam cùng nhau khai thác mỏ tại bãi Tư Chính. Trung Quốc sẽ bỏ vốn, nhân lực, thiết bị, còn Việt Nam chỉ việc công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại đây để nó có giấy luồng xanh làm việc. Việt Nam chỉ việc ngồi chờ tiền về đều đều mỗi năm từ lợi nhuận khai thác dầu mỏ mà thôi. Nghe có vẻ ngon ăn các bạn nhỉ? Nhưng các cụ ta bảo rồi, miếng format miễn phí là miếng format nằm trong bẫy chuột mà thôi. Việt Nam không bao giờ đồng ý với việc này và tỏ thái độ vô cùng kiên quyết, kiểu như biển nhà tao, tao tự khai thác được, có cần hợp tác khai thác thì cũng không đến lượt Bắc Kinh. Thế cho nên, dăm lần bảy lượt Trung Quốc vác ống đi thăm dò dầu khí ở vùng biển này thì đều bị Việt Nam phản đối gay gắt.
điều tàu chấp pháp ra thử y, khiến tàu Trung Quốc phải rút lui. Nhưng sợ phản đối mãi cũng chẳng xi nhê gì với đội quân mặt dày Trung Quốc, nên Việt Nam đã quyết phải đi trước một bước là thực hiện khoan ngay, lập luôn giàn khoan và xây cảng không chần chừ hơn nữa. Bây giờ thì Việt Nam đủ sức khai thác của cải trong sân nhà mình, không cần đến Trung Quốc phải mó tay vào với luận điệu con nhà giàu nữa. Trung Quốc từ mong muốn chiếm đóng phi pháp tư chính, nhưng Trung Quốc chưa bao giờ làm được điều gì cả, mà chính Việt Nam đã khẳng định được chủ quyền lãnh thổ, thực thi quyền lợi kinh tế tại đây. Từ tiền đề đã có, từ tư chính trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ tiếp tục khởi động dự án tại mỏ cá voi xanh, rất gần quần đảo Hoàng Sa và Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Các bạn thân mến, Việt Nam của chúng ta được tiếng là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, nhưng từ trước đến nay lại suốt ngày phải đối phó với các cuộc chiến tranh phi hòa bình. Chính vì vậy, yêu hòa bình nhưng chúng ta chưa bao giờ nhu nhược để được hòa bình mà phải đấu tranh chống lại kẻ thù. Trong quá khứ, có thể vũ lực là biện pháp duy nhất, nhưng hiện tại đó không phải là giải pháp tối ưu nữa. Vừa kiên quyết vừa mềm dẻo, làm nhanh và không nói nhiều. Đó là cách mà Việt Nam đã, đang làm và sẽ làm để giữ vững nền hòa bình của quốc gia mình. Như các bạn đã biết, mối quan hệ Mỹ-Trung từ trước đến nay chưa bao giờ tốt đẹp, nhất là mấy năm gần đây. Tình cảm của ông lớn này ngày càng xuống dốc không phanh. Sự đối đầu giữa các cường quốc không chỉ nóng bỏng trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, mà còn nóng trong quan hệ ngoại giao với các nước khác trên thế giới, đặc biệt là mối quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Từ khi Mỹ chuyển hướng và đề cao vai trò của các nước trong khu vực này, trong đó có Việt Nam, thì Bắc Kinh cũng đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tai đi tìm cách cân bằng quyền lực. Thế mới có chuyện khi nghe tin Phó Tổng thống Hoa Kỳ sẽ có chuyến thăm Việt Nam kèm theo nhiều món quà ý nghĩa giúp người dân Việt Nam trong dịch bệnh, thì Bắc Kinh cũng đã nhanh chóng đi trước một bước, điều ngay đại sứ sang Việt Nam và có những hành động khiến người ta không khỏi nghi ngờ và ái ngại. Vậy thực tế thì Trung Quốc đã làm gì? Mục đích của Bắc Kinh trong chiến lược ngoại giao này là gì? Tại sao lại chọn đúng thời điểm lãnh đạo Hoa Kỳ sang Việt Nam để làm điều đó? Các bạn hãy cùng Như Tin Mới tìm hiểu qua video này nhé! Bạn thân mến, đúng 22 giờ 35 phút đêm ngày 24 tháng 8, không lực số 2 của Mỹ đã chở bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến công du đầu tiên của Phó Tổng thống Mỹ tại Việt Nam. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ ngoại giao Việt Nam với Mỹ. Không những thế, nhân chuyến thăm, Phó Tổng thống Mỹ đã mang theo rất nhiều thịnh tình, mong muốn hỗ trợ giúp đỡ Việt Nam trên tất cả các mặt trận, trong đó quan trọng nhất Hoa Kỳ muốn xuống một tay giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn nhất khi dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành. Trong các cuộc song phương với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Phó Tổng thống Kamala Harris tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ cho một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Nhận thấy thiệt hại nghiêm trọng mà COVID-19 đã gây ra đối với Việt Nam, Phó Tổng thống Hoa Kỳ thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ tài trợ thêm cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine đến Việt Nam, nâng tổng số vaccine của chúng tôi cho Việt Nam lên 6 triệu liều. 1 triệu liều lần này sẽ ngay lập tức được chuyển đến Việt Nam trong vòng 24 giờ. Trước đó, thông qua đạo luật kế hoạch cứu hộ Hoa Kỳ và các nguồn hỗ trợ khẩn cấp khác, tổ chức UNICEF và CDC đã hỗ trợ cho Việt Nam ứng phó với COVID-19 với 23 triệu đô la, nâng tổng nguồn hỗ trợ cho Việt Nam cho đến thời điểm này là 44 triệu đô la. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cam kết cung cấp 77 tủ đông lạnh vaccine ở nhiệt độ cực thấp để hỗ trợ nỗ lực phân phối vaccine ở tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam. Các tủ đông này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu bảo quản vaccine khắc nghiệt nhất, nâng cao đáng kể mạng lưới phân phối vaccine quốc gia của Việt Nam. Ngoài các phần quà, hoạt động hỗ trợ về y tế cho Việt Nam phòng dịch, thì các chuyến thăm này của bà Kamala Harris còn có thêm nhiều hoạt động thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó lâu dài với Việt Nam. Nhân dịp này, Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tham dự lễ khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ CDC tại Hà Nội. Nói về việc đặt văn phòng CDC khu vực tại Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ cho biết Mỹ muốn giúp Việt Nam tăng cường sự chuẩn bị để đối phó với những thách thức về y tế trong tương lai. Những ưu tiên dành cho văn phòng khu vực mới này bao gồm xây dựng lực lượng y tế công cộng cho tương lai, mở rộng đào tạo, học tập huấn cho các cơ sở xét nghiệm y tế công cộng trong khu vực, phát triển các chương trình sáng tạo nhằm cải thiện sức khỏe cho các nhóm dân số lưu động và di cư, đảm bảo công tác phối hợp đồng bộ ứng phó trước các tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng thông qua mạng lưới các trung tâm điều hành ứng phó khẩn cấp và tăng cường hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các bệnh truyền nhiễm mới nổi và có nguồn gốc từ động vật.
Chưa dừng lại ở đó, chiều ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ đã tham gia lễ ký thỏa thuận về địa điểm xây dựng tại khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ dự kiến xây dựng tại Hà Nội có tổng ngân sách là 1,2 tỷ đô la Mỹ, quy mô 39.000 m2, trên khu đất có tổng diện tích 3,2 ha. Khu phức hợp sẽ nằm ở giữa không gian thành phố và công viên Cầu Giấy Hà Nội với thiết kế tòa nhà được lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long. Theo Đại sứ quán Mỹ, kiến trúc này sẽ thể hiện cách tiếp cận hướng về tương lai năng động, thích ứng và minh bạch trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Trong khi đó, thiết kế cảnh quan của khu phức hợp trên được lấy cảm hứng từ truyền thống nông nghiệp trồng trọt và sản xuất lúa gạo như địa hình của đồng bằng sông Mekong và đồng bằng sông Hồng. Đây sẽ là một không gian đô thị hiện đại, thể hiện văn hóa và sức sống của thành phố. Trụ sở Đại sứ quán mới sẽ đảm bảo rằng cơ quan ngoại giao của Mỹ tại Hà Nội có vị trí thuận lợi để hỗ trợ và trở thành biểu tượng của sự hợp tác, tình hữu nghị và phát triển trong nhiều năm tới. Đại sứ quán Mỹ cho biết dự án đang trong quá trình thiết kế và lễ động thổ sẽ diễn ra vào thời gian phù hợp trong tương lai. Các chuyên gia từ vụ điều hành các trụ sở ở nước ngoài OPO của Mỹ chịu trách nhiệm giám sát, lựa chọn địa điểm thiết kế, xây dựng, di chuyển và quản lý các cơ sở với Đại sứ quán. Các bạn thân mến, rõ ràng tất cả những hoạt động ngoại giao của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong thời gian thăm Việt Nam đều thể hiện được mục tiêu muốn thắt chặt mối quan hệ trước mắt và lâu dài đối với Việt Nam. Mặc dù trước đó Việt-Mỹ từng có mối quan hệ thâm thù không dễ bỏ qua, nhưng sau chiến tranh, bằng sự nỗ lực của hai phía, mối quan hệ đã được dần cải thiện, thân bạn bớt thù, đó là phương châm của Việt Nam. Tuy nhiên, những động thái này đã khiến Bắc Kinh không vui chút nào, nếu không muốn nói là hết sức quan ngại và lo lắng. Vì sao? Vì Việt Nam càng thân với Mỹ bao nhiêu thì sẽ càng xa lánh Trung Quốc bấy nhiêu. Việt Nam càng thân Mỹ thì Mỹ sẽ càng đến gần được với Trung Quốc hơn. Phải giáp lá cà với Mỹ là điều Bắc Kinh không hề muốn. Trong thời điểm sức mạnh của Bắc Kinh chưa thể vượt qua được Mỹ, chính vì vậy, chỉ vài giờ trước khi Phó Tổng thống Mỹ hạ cánh xuống Việt Nam, Bắc Kinh đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc có cuộc gặp mặt bất thường với lãnh đạo Việt Nam. Chiều ngày 24 tháng 8, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Tại cuộc gặp gỡ này, Đại sứ Hùng Ba khẳng định Đảng và Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng tăng cường sự tin cậy về chính trị. Trước hết, thông qua cuộc tiếp xúc cấp cao này, vị Đại sứ của Trung Quốc còn hứa hẹn Trung Quốc sẵn sàng xem xét, sẽ tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam sau đợt viện trợ 2 triệu liều vaccine COVID-19 lần này cho Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, Đại sứ Trung Quốc còn khẳng định thêm về kinh tế và thương mại, Trung Quốc không theo đuổi việc xuất siêu với Việt Nam mà sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để xử lý các vướng mắc trong việc xuất nhập khẩu, xem xét mở cửa thị trường đối với hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam và sớm hoàn tất một số dự án hợp tác trọng điểm, trong đó có tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Nói về vấn đề Biển Đông, vị Đại sứ Trung Quốc khẳng định mong muốn cùng Việt Nam kiểm soát tốt các bất đồng và xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển theo nhận thức chung cấp cao và bằng phương pháp hòa bình, toàn là những lời hứa hẹn đầy màu mè và có cánh phải không các bạn? Nghe đến đây, hẳn các bạn đã thấy có cái gì đó sai sai phải không ạ? Không nói về việc viện trợ vaccine, các vấn đề về kinh tế, giao thông và đặc biệt là vấn đề Biển Đông, đáng lẽ ra không phải đợi đến bây giờ Bắc Kinh mới cần phải có lời ngon ngọt với Việt Nam. Bắc Kinh đã làm điều này chỉ trước khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ sang Việt Nam vài giờ, chứng tỏ là Bắc Kinh đang khá là hoang mang và lo lắng việc mình sẽ bị lu mờ trước sức mạnh của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự lo lắng của Trung Quốc là thừa, bởi lẽ chính sách ngoại giao của Việt Nam chưa bao giờ bị bịt mắt những lợi ích về kinh tế hay chính trị nào khác. Từ trước đến nay, chính phủ Việt Nam luôn kiên định chính sách ngoại giao trung lập, không can thiệp vào mâu thuẫn của các cường quốc trên thế giới. Đối với các nước, Việt Nam luôn giữ mối giao ban là bạn, là đối tác, nên không bao giờ có chuyện Việt Nam nghiêng về phía Mỹ chống Trung Quốc hay ngược lại. Chính vì vậy, cuộc gặp gỡ với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và sẵn sàng là đối tác tin cậy, động lực, góp phần tích cực và nền hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Trên cơ sở đó, Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác hàng đầu. Việt Nam mong muốn Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, cùng có lợi trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế của nhau. Tương tự thì tại cuộc gặp gỡ với Đại sứ quán Trung Quốc Hùng Ba, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Việt Nam không liên minh liên kết với nước này để chống lại nước kia, riêng về vấn đề trên Biển Đông.
Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực duy trì hòa bình ổn định, xử lý ổn thỏa bất đồng trên biển theo tinh thần nhận thức chung cấp cao, thỏa thuận với những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nỗ lực cùng ASEAN thực hiện đầy đủ nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, thúc đẩy đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC hiệu quả thực chất. Các bạn thân mến, rõ ràng trong bối cảnh các mối quan hệ giữa các cường quốc trên thế giới hiện nay đang hết sức phức tạp, thì đường lối ngoại giao của Chính phủ Việt Nam đã thể hiện rõ sự ưu việt và đúng đắn. Chính vì vậy, Việt Nam đã nhận được sự tôn trọng của các nước trên thế giới, đồng thời các quốc gia cũng không làm gì để bắt bẻ Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mới đây nhất, trong khi mọi người trên thế giới đang tập trung vào các thông tin dịch bệnh, thì Ấn Độ đã xuất tàu chiến tới Việt Nam để cùng thực hiện một cuộc tập trận, nghe có vẻ hơi ngược đời nhỉ. Tại sao hai quốc gia đang gặp nhiều khó khăn cho công tác chống dịch COVID-19 lại có thể tập trận với nhau nhỉ? Cuộc tập trận này có ý nghĩa như thế nào? Thứ vũ khí nguy hiểm nào được hai bên đem ra trình làng và nó mang tới thông điệp gì? Hôm nay tin mới rất sẵn lòng gửi đến các bạn video này để làm sáng tỏ những thắc mắc trên. Nào bây giờ chúng mình cùng bắt đầu thôi. Các bạn thân mến, mới đây, tờ báo India Today đã cho đăng tải thông tin về cuộc tập trận giữa Hải quân quốc gia này và Việt Nam vào những ngày giữa tháng 8 vừa qua. Theo đó, đây được xem như là một phần trong chương trình hợp tác về hàng hải giữa hai quốc gia, trong đó phía quốc gia Kari đã gửi tới hai tàu khu trục INS Dranguay và INS Kora để cùng thường tra và đàm luận cơ bản về đường đạn cùng cụ Lý Thái Tổ của Việt Nam chúng ta. Các tàu của Hải quân Ấn Độ đã đến Cam Ranh, Việt Nam vào ngày 15 tháng 8 để thực hiện các bước đầu tiên, bao gồm cập cảng và cách ly. Giai đoạn trên biển bao gồm các cuộc diễn tập tác chiến mặt nước, diễn tập bắn vũ khí và hoạt động trực thăng. Hải quân Ấn Độ cho biết sự tương tác thường xuyên giữa hải quân hai nước trong những năm qua đã nâng cao khả năng tương tác và khả năng thích ứng của họ. Điều này đã đảm bảo một bước nhảy vọt về mức độ phức tạp và quy mô của các cuộc trao đổi chuyên môn. Chuyến thăm này cũng có tầm quan trọng đặc biệt khi các tàu Hải quân Ấn Độ kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của đất nước tại Việt Nam. Đại diện lực lượng này cho hay, tìm hiểu sơ qua về hai tàu tham gia tập trận lần này của Ấn Độ cũng không phải dạng vừa. INS Dranguay là tàu khu trục tên lửa dẫn đường và là tàu mới nhất của lớp Jamput. Con tàu được đưa vào hoạt động vào ngày 21 tháng 12 năm 1987 và được trang bị một loạt vũ khí và cảm biến bao gồm tên lửa đất đối đất, tên lửa phòng không và súng, ngư lôi hạng nặng, tên lửa chống tàu ngầm và có khả năng mang theo trực thăng tàu ngầm. Trong khi đó, INS Kora cũng là khu trục hạm trưởng của lớp khu trục Kora tại quốc gia này. Tàu có lượng dạn nước tiêu chuẩn 1.350 tấn, dài 91,1 mét, rộng 10,5 mét. Thủy thủ đoàn 134 người, tàu tuy được đóng ở Ấn Độ nhưng trang bị hoàn toàn công nghệ cảm biến, hỏa lực của Nga. Tàu INS Kirish có 16 tên lửa hành trình KH-35 Uran-E bố trí trong 4 bệ phóng KT-184 đặt phía trước. Ngoài ra, tàu còn có thể triển khai được cả trực thăng hạng nhẹ. Có thể nói đây là biểu tượng cho sự hợp tác quân sự Nga-Ấn trong thời gian qua. Các bạn thân mến, việc cử quân tham gia tập trận, ngoài mục tiêu nâng cao và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia tham dự như bài báo, cũng như các cơ quan truyền thông của hai quốc gia này thường nhắc tới, thì nó còn cho thấy sự ủng hộ của đất nước đó trong các vấn đề liên quan tới quân sự. Nói một cách đơn giản, hành động tập trận là để thể hiện rằng tôi và anh ta là hai người có thể quan hệ mật thiết và mặc dù không hề có hiệp ước đồng minh, nhưng nếu anh ta bị ức hiếp thì tôi chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Việc cử những con tàu hiện đại bậc nhất trong biên chế của mình tới tham dự cũng biểu thị sự tôn trọng và hợp tác quân sự vào mức độ cao nhất. Vậy tại sao Ấn Độ lại chọn Việt Nam mà không phải quốc gia nào khác nhỉ? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần phải biết đối thủ lớn nhất cũng như mục tiêu của Ấn Độ hiện tại và tương lai là ai. Mình tin chắc là ở đây khá nhiều bạn biết rằng đất nước của mấy anh Kari hiện đang xem Trung Quốc là đối thủ số 1 của mình trên cả lục địa châu Á cũng như trên thế giới. Đầu tiên chúng ta cũng biết rằng tại châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc là hai nền văn minh mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng lan tỏa rộng nhất trong hàng ngàn năm. Hai nền văn minh này không ngừng kèn cựa nhau để xem ai mà thực sự là chủ khu rừng.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc, người Ấn mặc dù vẫn đang có phần bị lép vế tại châu lục, sự lép vế đó có nguy cơ gây ảnh hưởng tới những sự phát triển trong tương lai của quốc gia này. Lần lượt, những quốc gia xung quanh tiểu lục địa Ấn Độ bị Trung Quốc giăng lưới nợ để bắt về. Chúng ta có thể kể tới Pakistan, Nepal hay mới nhất là Sri Lanka. Tất cả những hành động này chắc chắn không thể nào qua mắt được những nhà lãnh đạo Ấn Độ. Từ lâu, người đứng đầu của quốc gia đông dân số 2 thế giới đã rất cay mắt với các hành động của anh bạn xếp trên mình. Và tất nhiên, nhắc tới mối quan hệ của hai quốc gia khổng lồ này, chúng ta cũng không thể không nhắc tới vấn đề tranh chấp lãnh thổ dai dẳng của họ. Thậm chí, lính biên phòng của hai nước này đã cho những màn tỉ thí võ thuật với nhau. Chính sự kiện đó đã dẫn tới việc đóng cửa biên giới cũng như tẩy chay tất cả các sản phẩm từ Trung Quốc của quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới. Hiện nay, với phương châm kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Ấn Độ đã và đang tăng cường liên kết hơn nữa với quốc gia thù địch của Trung Quốc. Trong phạm vi châu Á, quốc gia này đã có những liên kết mạnh mẽ với Nhật Bản, Hàn Quốc và thường xuyên lên tiếng về các vấn đề tại Tây Tạng và Nội Mông. Còn trên phạm vi thế giới, Mỹ và các nước phương Tây vẫn luôn thường được quốc gia này liên hệ, trong khi mối quan hệ với Nga vẫn được tăng cường. Vậy trong những năm gần đây, Việt Nam đã dần nổi lên như một cái gai tuy nhỏ nhưng lại sắc nhọn nhất ở bên hông Trung Quốc. Nằm ngay trung tâm khu vực Đông Nam Á, một khu vực đa sắc tộc là nơi giao thoa của chính nền văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa. Việt Nam có thể được xem như một trong những quốc gia có tiếng nói cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ tại đây. Mặc dù cũng có nền văn hóa Á Đông, nhưng Việt Nam vẫn cho thấy được sự độc lập khỏi những chính sách cũng như ý chí của các nhà lãnh đạo từ Bắc Kinh. Không những thế, dải đất hình chữ S lại còn đang vướng vào một cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Tất cả những yếu tố trên hội tụ lại trở thành một thỏi nam châm, thu hút sự quan tâm của rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Ấn Độ. Và thêm một điều may mắn nữa cho Ấn Độ chính là mối quan hệ được phát triển lâu đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Khan Hy của họ xây dựng. Đây chính là mối quan hệ hết sức chân phương giữa hai quốc gia đã từng là thuộc địa và tự mình giành lấy độc lập cho dân tộc. Do đó, việc tăng cường quan hệ chắc chắn sẽ không phải là điều khó khăn. Thực tế cũng chứng minh Ấn Độ đã dành sự quan tâm hết sức đặc biệt cho Việt Nam chúng ta. Hiện nay, cụm từ đối tác chiến lược toàn diện đã đủ sức nặng cho thấy sự quan trọng của Việt Nam đối với Ấn Độ và ngược lại là như thế nào. Hội tụ tất cả những điều trên, chúng ta có thể thấy cuộc tập trận lần này của Việt Nam và Ấn Độ dù cho tình hình dịch bệnh như thế nào vẫn phải được diễn ra. Dịch bệnh dù sao cũng là chuyện nhất thời, còn lãnh thổ, chủ quyền đất nước là chuyện lâu dài và cần phải theo bài bản. Đối với Việt Nam, hợp tác với Ấn Độ, đặc biệt là tập trận trên biển với hải quân nước này, còn giúp chúng ta từ một tín hiệu tới Bắc Kinh, cho thấy dù trong bất cứ tình huống nào, những người Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, và chúng ta cũng có rất nhiều người bạn ủng hộ công lý tới cùng. Trung Quốc nếu có muốn cũng không thể làm được. Các bạn thân mến, câu chuyện về bó đũa của người cha trước lúc lâm chung truyền lại cho những đứa con của mình hiện nay đang được Việt Nam và Ấn Độ áp dụng hết sức triệt để. Nếu nằm riêng lẻ, chắc chắn một mình Việt Nam hay Ấn Độ chưa đủ sức có thể cân lại Trung Quốc. Tuy nhiên, khi mà đất nước đông dân nhất thế giới phải đối đầu với 2, 3 hay nhiều hơn nữa những kẻ thù, thì họ sẽ phải chia nguồn lực của mình ra để đối phó. Do đó, mặc dù Việt Nam có dân số và kinh tế chỉ bằng một tỉnh của Trung Quốc, nhưng chính phủ Việt Nam đang nắm giữ những lợi thế rất to lớn trên bàn đàm phán, cũng như tính chính nghĩa. Bởi thế, chính sự khôn ngoan này đã giúp một đất nước nhỏ bé như Việt Nam tồn tại cả hàng ngàn năm, bên cạnh một Trung Quốc khổng lồ. Mình hy vọng rằng trong tương lai, không chỉ Ấn Độ mà nhiều quốc gia khác sẽ hiểu và đứng về phía Việt Nam để lên tiếng phản bác những luận điệu và chiêu trò xảo trá của giới cầm quyền Bắc Kinh. Video này tới đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ chúng mình trong thời gian vừa qua.